Chào mừng các em đến với video bài giảng trực tuyến môn sinh học 8. Cô tên là Trung Ngọc Loan và cô sẽ giảng cho các em bài học ngày hôm nay. Thì tiết trước mình đã tìm hiểu về bài mở đầu là mình đã biết được về vị trí của con người trong tự nhiên. Chúng ta biết được nhiệm vụ của môn sinh học 8. Thì bài hôm nay là mình sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính của chương trình sinh học 8. Chương đầu tiên mình tìm hiểu đó là chương 1, khái quát về cơ thể người. Bài đầu tiên của chương này là mình tìm hiểu về bài 1. Bài 2, cấu tạo cơ thể người. Qua bài này mình đã biết được cơ thể người cấu tạo gồm mấy phần, những phần đó là phần gì, và các hệ cơ quan trong cơ thể người gồm có những các hệ cơ quan gì và chức năng chúng ra sao. Rồi, phần một la mã mình tìm hiểu về cấu tạo. Một nhỏ là các phần cơ thể. Và các bạn quan sát hình ha, và liên hệ với bản thân của mình, thử suy nghĩ xem là cơ thể người chúng ta thì có thể chia làm mấy phần. Thì mình có thể thấy ha, cơ thể người chúng ta có thể chia làm ba phần, chia làm ba phần. Thứ nhất là phần đầu. Ha, phần đầu hay là phần thân, và thứ ba là phần chi. Do phần chi thì mình gồm có tứ chi nha, bốn chi ấy, là hai tay nè và hai chân nè. Ngoài ra cơ thể người còn được bao bọc với một vỏ da, một lớp da ha, và trên đó sẽ có những cái sản phẩm của vỏ da như là lông, móng, tóc, v.v. Thì nhìn chung cơ thể người chúng ta là một cái khoang rỗng để chứa các nội quan, như là đầu mình là cái khoang rỗng của hộp sọ để chứa não. Phần thân của mình cũng là một khoang rỗng để chứa các cơ quan nội tạng bên trong. Thì cái phần thân của chúng ta có thể chia làm hai phần, đó là khoang ngực và khoang bụng. Thì hai cái khoang thân này nó được ngăn cách với nhau bởi một lớp cơ rất là phát triển ở lớp thú, và chỉ phát triển ở lớp thú thôi, đó là cơ hoành. Đó là cơ hoành ha, cơ hoành ngăn cách khoang ngực và khoang bụng. Bây giờ mình thử nhìn vào cái hình này, mình kể tên cho cô những cái cơ quan có trong khoang ngực và những cơ quan có trong khoang bụng ha. Nhìn lên hình là mình sẽ thấy liền đúng không, trong khoang ngực của mình nè, phía trên cơ hoành nè là có tim và phổi. Nói tim chúng ta nằm ở giữa lồng ngực và mõm tim chết ở phía bên trái, còn phổi chúng ta chiếm hầu hết cái thể tích của lồng ngực ha. Gồm có hai lá phổi, đó là lá phổi trái và lá phổi phải. Lá phổi trái và lá phổi phải. Còn phần khoang bụng của mình á, phía dưới cơ hoành á, thì gồm có rất là nhiều cơ quan khác như là gan nè, dạ dày nè, tụy nè, và ruột. Ruột thì gồm có ruột non và ruột già ha. Rồi ngoài ra thì còn một cái bộ phận nữa, nhưng mà trên hình này không có thể hiện được cái vị trí này, vị trí của gan chỉ nè ha. Ở phía sau lưng của mình á là hai quả thận. Hai quả thận nó sẽ nối với lại cái bàng quang phía đây. Bàng quang là bóng đáy ha. Và phụ nữ thì vị trí này còn có cái dạ con đó nha. Chúng ta kết luận là được ha, khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi cơ hoành. Trong khoang ngực thì chứa tim và phổi, và trong khoang bụng thì chứa dạ dày, ruột, gan, tụy, thận, bóng đáy và các cơ quan sinh dục. Anh ghi nhận phần này vô giùm cô nha. Ở phần trước đây thì mình ghi nhận phần này hay là các phần cơ thể, sau đó chúng ta sẽ ghi mấy lần nữa ha, là xong cái nội dung của các phần cơ thể. Và hai nhỏ mình tìm hiểu về các hệ cơ quan, thì gọi là cái hệ cơ quan có nghĩa là trong đây gồm có nhiều cơ quan nó cùng phối hợp hoạt động để thực hiện các chức năng chung. Thì những cái hệ cơ quan đó là những cái hệ cơ quan nào? Chúng ta biết được á, người mình là một bộ phận thuộc lớp thú, do đó mình đã học cái lớp thú rồi. Thì lớp thú có những cái cơ quan nào thì ở người ta cũng có những cơ quan đấy, nhưng mà nó hoàn thiện hơn thôi. Giờ thì đây mình thấy là gồm có hệ vận động nè, hệ tiêu hóa nè, hệ tuần hoàn nè, hệ hô hấp nè, hệ thần kinh nè, hệ bài tiết nè. Ngoài ra còn có các giác quan như là mũi, tai nè, mắt nè, mũi nè, lưỡi là vị giác ha, và da mình là xúc giác nè. Bây giờ mình đi tìm hiểu cụ thể vào các hệ cơ quan này, xem những hệ cơ quan này nó có những cơ quan nào cấu tạo thành và chức năng của nó là gì. Thì mình sẽ hoàn thành cái bảng này cho cô ha. Đầu tiên mình tìm hiểu về hệ vận động. Các em quan sát hình, mình có thể thấy hệ vận động của mình thì gồm có xương và cơ ha, bộ xương và hệ cơ. Thì trong đó bộ xương này nếu mà không có hệ cơ là nó sẽ không cử động được ha. Cơ xương cử động nhờ có cơ, những cái cơ này sẽ bám vào xương và nó co giãn kéo theo sự vận động của xương. Thì chức năng của hệ vận động cũng giống như tên gọi của nó vậy đó, hệ vận động chức năng của nó chính là vận động và di chuyển. Nhìn ha, các cơ quan trong hệ vận động gồm có cơ và xương, chức năng của nó là vận động và di chuyển. Tiếp tục mình tìm hiểu về hệ tiêu hóa. Thì mình quan sát hình mình thấy được hệ tiêu hóa gồm có rất là nhiều cơ quan, nhưng ở đây cũng chia làm ba phần. Thứ nhất là khoang miệng, thứ hai là ống tiêu hóa ha, và thứ ba là tuyến tiêu hóa. Thì cái khoang miệng ta đã biết rồi, chính là cái khoang miệng của mình ha, bao gồm cả răng, cả lưỡi, cả
bọt, tí nước bọt vân vân cho thành trong khoang miệng. À, tiếp tục là ống tiêu hóa thì mình gồm có thực quản nè. Tại sao gọi là ống? Bởi vì nó ở dạng ống, giống như cái ống nước thì nó thông với nhau. Chứ nhất là thực quản nè, thứ hai là dạ dày nè, là phần phình to nhất của ống tiêu hóa ha. Tiếp theo dạ dày đó là ruột non. Dạ, ruột non đi hết thì ra ruột non thì nó sẽ đổ vào trong ruột già. Ở ruột già cuối cùng nó sẽ đổ ra ruột ruột thẳng. Ruột thẳng là trực tràng á, và nó sẽ được đưa ra ngoài qua hậu môn. Nó tức là thức ăn đó, thức ăn sẽ đưa vào khoang miệng nè, đưa xuống thực quản nè, đẩy vào dạ dày, đi qua hết chiều dài của ruột non, ruột già, và nó trở thành phân và thải ra ngoài qua hậu môn. Đó là ống tiêu hóa ha. Nhưng mà thức ăn á, nó vào trong cái ống tiêu hóa mà nó không có sự hỗ trợ của các tuyến tiêu hóa thì nó sẽ không được tiêu hóa thành chất dinh dưỡng ha. Mà do đó là cần có những cái tuyến tiêu hóa nữa. Ở đây mình có tuyến nước bọt nè. Ở khoang miệng mình thì gồm có 3 tuyến: tuyến nước bọt ở dưới lưỡi, tuyến nước bọt ở dưới hàm, và tuyến mang tai, tuyến nước bọt ở mang tai. Và xuống nhất là bụng của mình á, thì gan mình là một tuyến tiêu hóa lớn nè, nó sẽ tiết ra dịch tiêu hóa gọi là dịch mật á, đem dự trữ trong túi mật ha. Tụy của mình cũng là một tuyến tiêu hóa nè, tiết ra dịch tụy. Trong dạ dày chúng ta cũng có một cái tuyến tiêu hóa mình gọi là tuyến vị, nó tiết ra dịch vị ha. Và trong ruột của mình sẽ có tuyến ruột, còn ruột non á sẽ có tuyến ruột tiết ra dịch ruột. Thì tất cả những cái tuyến tiêu hóa đó nó sẽ tiết ra dịch tiêu hóa. Bản chất của dịch tiêu hóa là những cái enzyme, nó sẽ tham gia phân giải thức ăn, biến thức ăn thành chất dinh dưỡng ha, và hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể. Đó cũng chính là chức năng của hệ tiêu hóa. Mình nhìn thấy ha, các cơ quan trong hệ tiêu hóa gồm có miệng, ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. Chức năng của nó là tiếp nhận, biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng, cung cấp cho cơ thể và hấp thụ dinh dưỡng. Tiếp tục mình tìm hiểu về hệ tuần hoàn. Thì nhìn vô hệ tuần hoàn này mình sẽ thấy nó gồm có hai phần ha. Thứ nhất là quả tim của mình, là cái máy bơm hoạt động liên tục và không mệt mỏi ha. Và tiếp theo là cái hệ mạch gồm có động mạch, tĩnh mạch, ngoài ra còn có các mao mạch nữa nha. Động mạch, tĩnh mạch và các mao mạch thì gọi chung nó là hệ mạch. Thì cấu tạo hệ tuần hoàn mình gồm có tim và hệ mạch. Chức năng chính của nó là bơm máu, ăn vận chuyển máu. Thì trong máu nó sẽ có mang theo oxy và chất dinh dưỡng. Thì những cái oxy và chất dinh dưỡng đó nó sẽ được đưa vào theo máu đi đến các tế bào cơ thể ta và nuôi các tế bào. Đồng thời thì máu mình nó còn vận chuyển cả CO2 và cái chất thải để đưa đến cơ quan bài tiết để thải ra ngoài. Đó cũng chính là chức năng của hệ tuần hoàn. Thì cấu tạo ha, gồm có tim và hệ mạch. Chức năng đó là vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đến các tế bào và vận chuyển các chất thải và khí carbonic từ các tế bào đến cơ quan bài tiết. Tiếp tục đó là hệ hô hấp. Thì nhìn vô đây mình sẽ thấy được hệ hô hấp của mình gồm có, thứ nhất là đường dẫn khí ha. Đường dẫn khí gồm có họng, hầu, mũi á, mũi mình là họng nè, thanh quản, khí quản và các phế quản. Ngoài ra mình còn có hai lá phổi nha, hai lá phổi trái có 2 thùy và lá phải có 3 thùy, gọi là đường dẫn khí và hai lá phổi. Thì chức năng chính của hệ hô hấp mình biết rất là rõ ha, chính là trao đổi khí. Thì trao đổi khí đó là trao đổi khí gì? Trao đổi oxy và carbonic giữa cơ thể chúng ta và môi trường ngoài, là lấy oxy từ môi trường ngoài và thải carbonic từ cơ thể chúng ta ra môi trường ha. Là chức năng của hệ hô hấp. Thấy ha, hệ hô hấp gồm đường dẫn khí nè, mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản và hai lá phổi. Chức năng là thực hiện trao đổi khí oxy và carbonic giữa cơ thể với môi trường. Tiếp tục là hệ bài tiết. Thì hệ bài tiết này mình nhìn mô hình ha, mình còn gọi tên khác là hệ tiết niệu ha. Thì nó gồm có hai quả thận nè, hai quả thận nằm ở dọc hai bên, nằm ở hai bên cái xương cột sống của mình ha, phía sau lưng, được chưa? Rồi hai quả thận này sẽ nối với cái niệu quản. Cái niệu quản còn gọi là cái ống dẫn nước tiểu á, là ống dẫn nước tiểu ha. Rồi nó sẽ nối trong bộ phận gọi là bàng quang, tức là bóng đáy, và nó sẽ nước tiểu sẽ được thải ra ngoài thông qua niệu đạo gọi là ống đáy. Các bộ phận của hệ bài tiết gồm có thận, ống dẫn nước tiểu ha, bóng đáy và ống đáy. Thì chức năng chính của nó chính là bài tiết nước tiểu, đúng không? Thì nước tiểu được hình thành như thế nào? Là hình thành nhờ quá trình lọc máu. Nên chức năng chính của nó là lọc máu, lọc máu, lọc hết tất cả những chất cặn bã, chất thải dư thừa trong máu để hình thành nước tiểu và thải nước tiểu. Đó chính là chức năng của hệ bài tiết ha. Tiếp tục là hệ thần kinh. Hệ thần kinh ha, chúng ta quan sát hình. Đây, hệ thần kinh thì gồm có não bộ và tủy sống. Đây là bộ phận thần kinh trung ương ha. Não bộ nằm trên đầu của mình á, còn tủy sống hay nằm dọc cái ống xương sống.
Ngoài ra còn có các dây thần kinh ha, nó phát ra từ trung ương thần kinh đi đến các tế bào cơ thể chúng ta và giúp nó vận chuyển xung thần kinh ha, nhận cảm giác gì đó vân vân. Ngoài ra mình còn có hạch thần kinh ha, thì hai bên cột sống ta có hai cái hạch thần kinh, thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn trong cái chu thần kinh ha. Đây giới thiệu sơ vậy thôi. Chức năng chính của thần kinh đó là điều hòa và phối hợp hoạt động của tất cả các loại cơ quan trong cơ thể luôn. Não bộ nè, tủy sống, dây thần kinh và hạch thần kinh điều hòa điều khiển hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Các hệ cơ quan này thì ngoài các hệ cơ quan mình đã nói trên thì cơ thể người chúng ta còn một số cái hệ cơ quan khác nữa, chẳng hạn như là mình có phim da nè, da bao bọc cơ thể nè, các giác quan như là thính giác nè, thị giác nè, khứu giác nè, vị giác, xúc giác vân vân. Có hệ nội tiết, tức là cái hệ mà những cái tuyến tiết bên trong cơ thể chúng ta tiết ra hóc môn, và hệ sinh dục ha, duy trì hoạt động nội giống cho cơ thể, cho con người, duy trì nội giống cho con người ha. À, bạn đi phần này ha. Còn cái bảng này thì mình có thể điền trực tiếp cho khoa, còn không mình có thể kẻ vô vở cũng được ha, để sao mình đảm bảo mình biết được hết tất cả nội dung này với cô, để cô hỏi mình còn biết được mình trả lời nha. Đây, mình đi xong phần 1 la mã thì cấu tạo ha. Bây giờ mình tìm hiểu sang 2 la mã là sự phối hợp hoạt động của các cơ quan. Thì nếu các bạn hỏi là các cơ quan trong cơ thể chúng ta nó có sự phối hợp hoạt động với nhau hay không, thì câu trả lời chính là có ha. Các cơ quan trong cơ thể của mình nó sẽ phối hợp hoạt động rất là chặt chẽ với nhau để tạo ra một bộ máy cơ thể hoàn chỉnh. Nếu mà người ta hỏi có trên thế giới này có bộ máy nào tinh vi và hoàn thiện nhất, thì đó chính là cơ thể con người chúng ta ha. Từng cái cơ quan, từng cái hệ cơ quan, từng cái tế bào, từng cái đường dẫn nó phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng để giúp cho cơ thể chúng ta có những cái hoạt động sống ha. Bây giờ mình để mình xem là các hệ cơ quan này nó phối hợp với nhau như thế nào á. Thì mình tìm hiểu thử một cái ví dụ ha. Chẳng hạn đây là một cầu thủ bóng đá, chưa? Họ đang thi đấu trên sân, thì mình nhìn vào mình sẽ thấy cái cơ quan đầu tiên đang hoạt động đó chính là hệ vận động, đúng không? Hệ vận động ha, cơ và xương họ đang hoạt động để giúp họ có thể chạy nhảy được. Nhưng ngoài ra còn có sự hoạt động của những cái hệ cơ quan khác mà mình không nhìn thấy được. Ví dụ như là hệ hô hấp, do họ phải hít thở nhiều hơn, hít thở nhiều hơn và sâu hơn để có thể lấy đủ oxy cung cấp cho các cơ đang hoạt động như đây. Ha. Ngoài ra còn có hệ tuần hoàn, hệ tuần hoàn làm việc liên tục để mang oxy và chất dinh dưỡng đến cung cấp cho cơ, do để tránh hiện tượng mỏi cơ. Ngoài ra còn có hệ tiêu hóa nữa. Hệ tiêu hóa cũng làm việc cực lực để tiêu hóa thức ăn, tạo ra dinh dưỡng, hấp thụ dinh dưỡng để cho cái hệ tuần hoàn nó mang đến cho các cơ của mình. Do ngoài ra còn có các giác quan nè, hoạt động tích cực, đúng không? Để quan sát đường bóng nè, đúng không? Để cảm nhận đường bóng, để giao tiếp với nhau, đúng không? Rồi có một cái hệ cơ quan rất là quan trọng nữa, đó là hệ thần kinh. Do nó vẫn đang hoạt động và điều khiển hoạt động của tất cả các hệ cơ quan của vừa kể trên. Đó là sự phối hợp của các hệ cơ quan để giúp cơ thể chúng ta vận động rất là nhịp nhàng ha, cử động phối hợp cơ quan các bộ phận rất là nhịp nhàng. Mình nhìn vô sơ đồ này mình sẽ nhìn thấy rõ hơn về sự phối hợp các hệ cơ quan ha. Thì mỗi hệ cơ quan nó luôn có mũi tên đi và mũi tên về, có nghĩa là nó tương tác với nhau ha. Thì trong đó có mũi tên mà không đứt khúc nè là cái hệ cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính, còn cái mũi tên mà đứt khúc cái này đó là sự phản hồi lại thôi, sự phản hồi lại ha. Ví dụ như là cô có hệ từng hệ tiêu hóa nè, nó sẽ cung cấp chất dinh dưỡng ha, nó sẽ hấp thụ dinh dưỡng á, chuyển đến hệ tuần hoàn để hệ tuần hoàn mang đi cho các tế bào cơ thể chúng ta, và hệ tuần hoàn nó sẽ chuyển lại, tức là nó sẽ dinh dưỡng nó sẽ được đưa ngược lại để nuôi dưỡng các cơ quan trong hệ tiêu hóa. Chưa? Thì đây mình nhìn vô sẽ thấy liền có một cái hệ cơ quan rất là quan trọng, nó làm nhiệm vụ là nó điều khiển hoạt động của hầu hết các cơ quan còn lại, cho tất cả còn lại luôn, đó chính là hệ thần kinh và hệ nội tiết. Để mình có thể kết luận là sự phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể người nó sẽ chịu sự điều khiển của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Trong đó hệ thần kinh nó sẽ điều khiển cơ thể theo cơ chế thần kinh, có nghĩa là những cái hoạt động cơ thể chúng ta sẽ được điều khiển bằng những cái xung thần kinh cho cơ thể thần kinh nó phát ra. Còn hệ nội tiết có nghĩa là điều khiển bằng cơ chế thể dịch, nghĩa là điều khiển bằng các hóc môn tiết theo đường máu đến cơ quan cần điều khiển. Cơ quan đích cần điều khiển thì đó là hai cơ chế giúp cho hệ thần kinh và hệ nội tiết của mình điều khiển hoạt động phối hợp hoạt động của các hệ cơ quan trong cơ thể, giúp cơ thể chúng ta tạo thành một cái bộ máy thống nhất và nhịp nhàng. Củng cố lại bài học ngày hôm nay chúng ta có những ý sau. Thứ nhất,
cơ thể người có cấu tạo và sắp xếp các cơ quan, các hệ cơ quan giống với động vật, rất thú như cô đã nói hồi nãy ha. Các cơ quan trong cơ thể người một khối thống nhất, có sự phối hợp với nhau và cùng thực hiện chức năng sống. Tiếp theo đó là sự phối hợp đó được thực hiện nhờ cơ chế thần kinh và cơ chế miễn dịch, là những cái nội dung mình cần phải nhớ nha, nội dung chính của bài chúng ta cần phải nhớ. Và chúng ta sẽ làm một số câu hỏi trắc nghiệm để củng cố lại kiến thức ha. Nhất, khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách bởi A. cơ ngực, B. cơ ngực, à cái này cũng bị nhầm một xíu nha, C. cơ hoành, D. cơ ngực và cơ bụng. Mặc dù nhầm câu này nhưng mà không ảnh hưởng đến đáp án của mình ha. Thì khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách với nhau bởi một lớp cơ, đó là cơ hoành. Câu 2, khoang ngực chứa các cơ quan A. tim và phổi, B. ruột, gan, tim và phổi, C. dạ dày, ruột và gan, D. dạ dày và ruột. Thì nãy mình quan sát hình cũng đã hướng dẫn rất là kỹ rồi ha. Thì khoang ngực chúng ta được chứa các cơ quan đó là tim và phổi ha. Chứa các cơ quan đó là tim và phổi. Câu 3, khoang bụng chứa các cơ quan nào? A. tim và phổi, B. dạ dày, ruột, gan, tụy, hệ bài tiết và hệ sinh dục, C. hệ sinh dục và hệ bài tiết, D. cả A, B và C. Thì câu này mình vận dụng là kiến thức đại học, mình sẽ biết ngay trong khoang bụng mình sẽ chứa các cơ quan như là dạ dày nè, ruột, gan, tụy, hệ bài tiết và hệ sinh dục ha. Tim và phổi thì chắc chắn là không nằm một khoang bụng rồi. Hệ bài tiết và hệ sinh dục không thì chưa đủ ha. Câu D thì phần sai bởi vì nó có câu A. Cái đó mình chỉ không có đúng nhất là câu B. Nhận dò ha, các bạn về nhà học bài cho cô và tìm hiểu trước bài mới, đọc trước bài mới ha, để làm sao mình đi vào bài học nhịp nhàng hơn, bạn nắm trước nội dung mình sẽ dễ hiểu bài hơn. Và tiết học chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các em đã tham gia, các em học tốt.